Cô gọi trước nha ta. Dạ con nghe được cô. Hỏi chương trình của mình chứ không? Dạ dạ đúng rồi cô, Con là chương trình con đúng rồi. cô là về phút đây. Dạ cô nói đi cô. Con có biết cô về phút không? Dạ con biết chứ. Alo con nghe nè. Bây giờ làm sao mà con phát sóng lên nhìn cho cô là gọi người Việt Nam mình ở trong nước Việt Nam của mình á, hiện tại á, là đăng ký dành cho cô cái tờ mà khởi kiện qua đây cho cô gấp đi, Rồi ok bây tại giờ vì chúng ta cô vào vào nội dung đi rồi sẽ con sẽ phát cho. Cô nói đi con sẽ lâu thu âm quá luôn, thôi liền. con đã thu âm luôn á, con đã thu rồi đó, có nghĩa là con đã thu rồi á, thì bây giờ cô nói đây rồi con sẽ lọc cái dữ liệu lại Rồi. rồi ok bắt đầu. Đây là Huệ Phước. Đây là Huệ Phước. Hôm nay Huệ Phước lên cái sóng của người nổi tiếng. Và Huệ Phước xin là tất cả đồng bào Việt Nam của chúng ta hãy chung tay vô giúp Huệ Phước là bắt kẻ tội phạm đang trốn ở Việt Nam, giết cô Liên Thi về cái đồng lõa giết người ở bên Mỹ này là chương trình của cô Liên Thi 11 năm hơn. Thì xin cộng đồng mạng hãy mau mau ký tên có cái chương trình mà của Huệ Phước đang để ở online của Việt Di Trú á. Mà nếu mà bây giờ nếu mà Việt Di Trú mà mấy vị dị không được mà vô cái đài nổi tiếng thì hãy vô đài nổi tiếng ký tên hỏi nổi tiếng coi bây giờ là đài nổi tiếng có cái online gì thì ký vô đó dùm Huệ Phước, tại vì Huệ Phước rất là cần chữ ký của mấy bạn để mà Huệ Phước nộp cho tổ điều tra bên đây cho mau lẹ, đừng để chậm trễ gì, bây giờ cái đám giết người này nó tẩu thoát mình cứ phải cực thôi. Thì cái vụ giết người này gọi là liên quốc gia, tại vì cô Thi này cổ là người quốc tịch Việt Nam thì bên đây phải có trách nhiệm điều tra cái câu chuyện này, tại vì cô Liên Thi người Việt Nam qua Mỹ, bây giờ có người giết đang trốn ở Việt Nam ở tất cả chùa Việt Nam. Vậy khi nào các vị quý vị ký xong tờ ký mà khởi tố thì Huệ Phước nắm được cái đó rồi Huệ Phước mới đưa qua bên cho tổ điều tra, người ta mới có giấy khẩn đánh qua Việt Nam, rồi chính quyền Việt Nam sẽ nhúng tay vô là bị bắt rồi đó. Người đó là đồng lõa giết người, mà đây là một cái vụ án giết tới 6 mạng người lận chứ không phải 1 mạng người. Rồi Huệ Phước xin thông báo, xin quý vị chia sẻ để cho đài tiếng gọi đời đài người nổi tiếng hả con, Dạ. người nổi tiếng người ta sẽ giúp đỡ cho Huệ Phước để cho Huệ Phước được những chữ ký của quý vị. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Rồi, Con có phải thể cái dạ có nói tiếp đi. bây giờ con nếu người ta ký tên lên cái đài của con rồi xong rồi con thu thập mấy cái chữ ký đó hết rồi con mới là làm cách nào con chuyển qua cho cô Con cho sẽ nó gửi là cái email, để sẵn cái email của lên lên trên đó rồi sẽ con sẽ gửi qua cho quân Việt chị Trú luôn. vậy cũng được vậy con. Bây giờ cái tờ đơn á cô lấy cái số nào, cái này cô gọi bằng thẻ đó, Rồi. lấy cái số nào cô gọi cho cô để cái mẫu đơn qua cho con Cái mẫu để đơn con con thấy lên trên làm Việt chị coi. Trú rồi. Không, mẫu đơn mới đó nha, Dạ, mẫu đơn mẫu mới đơn ha. cũ không phải, mẫu đơn mới. Rồi. Mẫu đơn mới là tháng này nè. Tiến triển của vụ án này á là bằng chứng nắm trong tay hết rồi, cô nắm toàn bộ bằng chứng rồi, bây giờ chỉ chờ là cộng đồng mạng Việt Nam mình ký tên, tại vì cô Liên Thi là người Việt Nam. Đúng rồi, cô Liên Thi Bây giúp giờ Việt cô chỉ Nam. cần ký tên.
Nam. Bây giờ có Việt Nam, thầy phải đưa về sở tại Việt Nam. Rồi cái người mà đồng lõa giết cô Điên Thi á, đang ở Việt Nam, trốn ở Việt Nam 2 năm nay rồi. Bây giờ cô chưa có thể đưa hình cô đó lên được. Tại vì cô chờ tổ điều tra đi, họ chuyển hồ sơ về Việt Nam. Rồi Việt Nam lúc đó người ta có hình, người ta bị bắt. Mà nếu mà dân chúng ủng hộ bắt giùm thì rút các tung hình ra là coi như là truy nã. Rồi. Bây giờ bằng chứng nắm hết rồi. Đó hết rồi. Tôi chỉ bí mật vậy thôi. Không có đi tìm bằng chứng nữa. Cô đã có nắm tay hết rồi. Nhưng mà bây giờ mình sợ rằng giống như là người ta đi trốn vào nhà dân thí dụ thì chính quyền người ta làm hơi cực. Mà vụ giết người này là không phải là cái bạn giết người đơn thuần giống như dân sự, mà vụ giết người này là thuộc dạng là có tổ chức. Không phải giết một người đâu mà tới 6 người đã chết rồi. À, thì bên đây cô đã nắm hết rồi. Bây giờ chỉ là còn một người ở Việt Nam. Vậy đó. Rồi, cái đó vụ này nó có lớn chuyện đó. Vụ này nó lớn chuyện, nó không có nhỏ. Vụ này không có thể nói ngay bây giờ được. Dạ. Và không thể nói ngay bây giờ được. Đúng rồi, chúng ta không thể nói bây giờ được. Không được, không được, chỉ nói sơ cho dân chúng biết là một người đang ở Việt Nam, đợi định truy nã. Còn những bằng chứng mà đau khổ vẫn còn ở Việt Nam, những người bị nạn. Mà nếu mà vụ này cô nói nhiều quá thì người ta bị ám sát chết á. Là không có thể nói được, đợi chắc tòa ra đàng hoàng. Ám sát là ám sát nhà chính luôn. Ám sát gia đình của nhân chính luôn. Của nhân chính luôn. Tại vì người ta biết, biết rành rành lắm. Người ta có tổ chức giết người mà con. Thì giờ cô nói cho tao nghe là bây giờ cô không nói được gì hết. Cô chỉ xin Việt Nam ký tên cho nhân. Để cô nạp ở bên đây. Bên đây nó có giấy cái trót là của tổ điều tra người ta đưa về Việt Nam. Thì cô nói trước hồi đó rồi, nếu người Việt Nam thì có tư pháp Việt Nam xử, mà nếu người đã quốc tịch thì ở Mỹ người ta xử. Con muốn gì thêm thì cô nói cho con biết. Dạ, thì con cũng không hỏi nhiều. Con hỏi chút xíu là hình như là cái 6 người đó là cũng có người vô gia cư hay sao vậy? Con nghe thông tin, con đón, con có một cái giấc mơ. Bây giờ nói chung là 6 người đó là họ có thủ đoạn, và một người mất tích 10 năm nay chưa tìm ra. Một người mất tích này sau khi cô Liên ghi chết. Con chỉ nói vậy thôi chứ con cô không thể nói nhiều hơn nữa. Dạ, dạ, dạ. Tại vì người ta có thế lực ngầm đó con. Cho nên là khi mà cô Liên Thi lại chết thì cái thành phố đó nó ốc lại. Con hiểu không? Dạ. Yeah. Bây giờ cái chuyện này bơi ra toàn cầu luôn thì nó không có thể nào chạy ốc lại được. Con hiểu không? Dạ. Yeah. Đã toàn cầu rồi thì không thể nào ốc được hết. Thì bây giờ cô đã nói với con là chuyện này thì cô, tụi con chờ một thời gian ngắn nữa đi. Người ta đủ giấy tờ người ta bắt rồi mình mới được nói. Gửi email cũng được, bây giờ là đại dịch đó. Người ta cho phép mình nhận hồ sơ. Nhận hồ sơ qua email. Cũng con thắc mắc một cái. Nếu như vậy thì số lượng người Việt Nam ở đây là mình đồng ý mình ký. Mình ký xong rồi là gửi hồ sơ đó bên Mỹ, và bên Mỹ họ, cảnh sát họ sẽ gửi hồ sơ về cho bên Việt Nam, đúng không? Cái quy trình mình làm vậy chứ? Đúng rồi. Dạ, để khán giả hỏi. Đúng rồi.
Ok, cô có chia bây sẻ giờ nữa á, dạ, và cũng như người dân người ta đứng lên người ta đòi đòi nhân quyền của cái cô liên thi này qua Mỹ, mà còn quốc tịch Việt Nam, Việt Nam có quyền đòi. Và bây giờ người Việt Nam người ta đưa cái thỉnh nguyện thơ đó, yêu cầu lập lại vụ án 10 năm vừa qua, 11 năm hơn. Yêu cầu thỉnh nguyện thư của tổ điều tra, cảnh sát tổ điều tra tại Westminster, California. Rồi bắt đầu tên tuổi, địa chỉ, số phone, cư ngụ tại đâu. Tại có nhiều người ở Đức, nhiều người ở Pháp, nhiều người ở Mỹ hay ở đâu đó, người ta biết được cái online nào thì người ta vô cái online đó là của con cũng được. Đúng không? Dạ. Yeah. Cô mới thu thập cái đó, là người Việt Nam mình đứng lên đòi, đòi mạng đó, hiểu không? Dạ. Yeah. Tại cô này quốc tịch Việt Nam thì người Việt đứng lên đòi mạng của Việt Nam. Thành ra cái chuyện này nó thuộc là giết người liên quốc gia. Còn nếu mà bên Mỹ không thì mình không có cần người Việt Nam ký. Chỉ nước Mỹ là đủ rồi. Mà cái này là liên quốc gia. Cho nên là đó cô mới nói rồi. Đi ra sở ngoại vụ, có tư pháp Việt Nam và có tư pháp quốc tế. Và tại gia đình người ta không có cơ hội với dịch nữa. Người ta không có cơ hội người ta đi. Thành ra cô đã làm bên đây. Vì cô đã làm nên là cô đại diện cho cộng đồng Việt Nam của mình. Bây giờ ở trên nó đòi cô là phải có cộng đồng Việt Nam đứng lên đòi mạng, mà con hiểu không? Rồi, có nghĩa là phải có cộng đồng người Việt Nam đòi mạng, đòi cái đúng. Dạ. Đòi truy tố lại cái hồ sơ cũ. Dạ. Tính là khởi tố, xin mở lại cái hồ sơ cũ hơn 11 năm nay của cô Đồ Hồ Thị Kim Cúc. Pháp danh là Liên Thi, tu tại chùa Tịnh Xá Từ Quang. Cô có cái mẫu đơn đó, cô bắn qua vài bài cho con ha. Dạ, tí nữa cô bắn qua vài bài cho con. Rồi, hôm nay bây giờ cũng lên đài. Cứ lên con, lên cộng đồng nha. Con lên tới cộng đồng nè. Dạ. Nhân chứng, vật chứng đã có, bây giờ chỉ cần chờ truy nã. Hiểu không? Vẫn dạ. Chờ truy nã, chờ giấy định truy nã. Vụ án này là liên quốc gia, giết người có tổ chức. Đó, còn cái lên trường trại còn nói rồi. Rồi à, cô, nói bây giờ chúng ta có thể tóm gọn lại chút xíu. Bây giờ thì chúng ta đã có kết nối lên đài rồi. Bây giờ cô có thể chào quý vị khán giả một chút xíu được không? Bây giờ, dạ. Rồi, à. Đã kết nối rồi đó. Thì bây giờ tình hình bên giờ đó là... nói phải không? Dạ, cô nói đi. À, đây là Huệ Phước. Huệ Phước lên trời nổi tiếng, người Việt nổi tiếng. Huệ Phước xin nhắn tin lại cho quý vị khán giả về chương trình của cô Liên Thi, pháp danh Liên Thi, tu tại chùa Tịnh Xá Từ Quang, đã chết hơn 11 năm qua. Hôm nay Huệ Phước kêu gọi đồng bào Việt Nam hãy đứng lên vào cái mạng của người nổi tiếng, ký tên theo cái tờ thông cáo của Huệ Phước gửi về và gửi cho đài nổi tiếng. Người ta sẽ chuyển qua đây cho tổ điều tra bên đây của Hoa Kỳ. Sau khi tổ điều tra nhận được thì nhân chứng vật chứng là mình chuyển qua cho họ và họ sẽ gửi về Việt Nam, liên kết với Việt Nam bắt kẻ đồng lõa giết người đang trốn ở Việt Nam, sẽ có giấy truy nã. Sau khi
chúng ta nộp đơn khởi kiện. Bây giờ ở bên đây, Huệ Phước đã có bằng chứng đồng loại giết người đang ở Việt Nam. Nhưng phải chờ cái giấy của quý vị ký. Như là tại vì cổ là người Việt Nam, thành ra bên đây phải nhờ chính quyền Việt Nam liên kết để bắt người. Thì xin quý vị, nếu biết thương người Việt Nam, hãy đứng lên ký càng nhiều càng tốt. Đây là cái chuyện giết người liên kết quốc gia, chứ không phải là giết người bình thường trong nước. Mà cô Liên Thi là nhà quốc tịch Việt Nam. Nếu quốc tịch Mỹ thì bên đây xử, quốc tịch Việt Nam phải đưa cái người phải giết người đang ở Việt Nam. Việt Nam được quyền bắt giữ. Thì bây giờ cũng cho mấy quý vị biết, câu chuyện này giết người không phải là một mạng người. Bây giờ tổng cộng là 6 mạng người rồi. Và còn một người mất tích trên 10 năm nay chưa tìm ra. Bây giờ chuẩn bị truy nã. Thì xin quý vị hãy nhanh tay để cho Huệ Phước kịp thời gian. Xin quý vị hãy vào cái kênh Người Nổi Tiếng hỏi thăm, cậu ấy sẽ giảng giải cho và đưa cái mẫu đơn cho quý vị tự làm và gửi vô anh lại. Tại vì bây giờ mùa dịch, thành ra mình được quyền ở nhà cứ online, người ta chấp nhận việc đó. Xin thành thật cảm ơn quý vị. Ok cô. Rồi, công tắt chưa? Dạ, rồi được rồi cô. Ok đó, con vẫn mở nhưng mà nếu như mà cô còn chia sẻ nữa thì chia sẻ, còn không thì con sẽ ngắt cái kết nối của cô để cô gửi cho con cái hồ sơ qua Viber. Bây giờ thì tạm thời chia sẻ chút xíu tin tức cho quý vị biết thôi. Rồi kế tiếp nữa, Huệ Phước sẽ lên đài Người Nổi Tiếng này, sẽ cho biết thêm kết quả tới đâu thì Huệ Phước báo tới đó. Rồi, ok cô, cảm ơn cô. Rồi tình hình sức khỏe của cô làm sao? Khỏe rồi. Vài bữa nó bay qua bên Cali nè. Dạ. Cảm ơn con hỏi thăm. Dạ. Thì nãy giờ tại vì cũng không có hỏi thăm được. Mới vừa khỏe xong cái nghe tin chính quyền báo lại chào người chào cô luôn, quay quẩy luôn. Ừ. Cô luôn mà bây giờ con thì cái con cũng đứng không có nổi luôn. Nó còn nữa nhiều lắm, này động trời lắm chứ không phải vậy đâu con ơi. Dạ. Không có đơn giản như mình nghĩ vậy đó. Dạ. Mai mốt mà tin tức này ra là động trời luôn. Trời có thể là sụp đất mà chết luôn. Dạ.